sau 3 tháng ở nhà mình không có làm được cái gì á, xong mình đi ra biển cảm thấy nó tươi trẻ, nó sảng khoái hẳn ra luôn. Cảm giác giống như là đầu tiên mình được đi ra biển. Không chỉ những người trẻ tuổi đôi mươi như Đạt, mà ngay cả những người Nha Trang cả đời gắn với biển, thì những ngày qua, khi có mặt ở nơi này, vẫn có cảm giác lần đầu đến với biển. Có lẽ do những sợi dây giăng cấm biển không còn, có lẽ đã 3 tháng rồi không ra biển. Bây giờ quay trở lại với biển, nên với bất cứ ai, biển dẫu quen thuộc thì cũng như mới lạ. Có người suốt 3 tháng qua mong chờ ngày này để được tắm biển trở lại. Có người mong chờ quay lại với những môn thể thao trên bãi cát. Và có người mong chờ được thoải mái hít thở gió biển, chỉ ngồi trên ghế đá công viên nhìn ra biển là đủ thấy khỏe hẳn người. Là đi vòng qua biên giới để hưởng cái không khí của biển thì cảm thấy trong người là rất khỏe, thoải mái. Trong lộ trình tỉnh Khánh Hòa bước sang giai đoạn 2 thích ứng an toàn với dịch bệnh, kể từ ngày 16 tháng 10, người dân vùng xanh được phép tắm biển, nhưng không tập trung quá 5 người trên bãi biển, công viên và phải luôn tuân thủ 5K. Đã quá thấm thía những gì mà Covid-19 gây ra, nên hầu hết người Nha Trang khi ra biển trong những ngày qua đều tuân thủ quy định phòng dịch. Hít thở gió biển qua khẩu trang như một nét khác trên bãi biển sau đợt dịch thứ tư. Lúc nào cũng phải khẩu trang, lúc nào cũng phải giữ về bản thân cho mình nhẵn, rồi cho xã hội. Với người Nha Trang, được tắm biển trở lại cũng có nghĩa nhịp sống của thành phố biển đã quay về bình thường mới. Đây cũng là những bước đầu tiên trong lộ trình mở cửa du lịch, bởi đối với người dân và du khách, Nha Trang là biển và biển là Nha Trang.